Chào các bạn, hôm nay bọn Hoàng đi giao mấy chục cây đàn piano điện dạy cho cái trường này nè. Đây là một cái trường quốc tế ha. Trường này rất là đẹp, đầu tư rất là chỉn chu. Đây là cơ sở thứ hai, thứ ba gì của họ rồi. Hồi xưa Hoàng đã bán ở bên kia rồi, bây giờ lại tiếp tục cơ sở mới thì bên Hoàng cũng lại đi bán cho họ tiếp ha. Bây giờ chuẩn bị vô để đắp ráp đàn lên. Rồi chúng mình đem ghế và đàn đi vô. Sân trường cũng rộng thoáng, có cái cây phượng hoa đỏ rất là đẹp. Đấy. Trường đầu tư rất là chu đáo các bạn ạ. Ai mà có con gửi con vô đây ha? Dễ thương lắm. Rồi đang trong quá trình xây dựng nên vẫn còn hơi ngổn ngang một xíu. Rồi bên tay phải là cái phòng học nhạc nè. Đấy, mới sơn xong. Bây giờ tụi mình chuyển đồ vô, mới sơn xong nên cái còn hôi mùi sơn lắm. Hôm đó ráp cũng hơi mệt. Đó, có một đống cây đã piano điện đó các bạn thấy không? Có cả loa, có cả thứ nhạc cụ khác nữa. Thì sau khi lắp ráp lên một phần thôi để cho họ nghiệm thu. Đấy, cho ban giám hiệu họ nghiệm thu là cái cây đàn này nó như vậy. Khi lắp ráp ra nó gồm có cái đàn này và có cái ghế. Có cái giá nhạc nữa nhưng mà tại chưa sử dụng nên chưa có gắn vào. Khi nào cần sử dụng thì họ sẽ gắn vào. Đó, mọi người thấy không? Đó, đây là mình mới làm một nửa thôi, số lượng còn lại là mình ráp sau đó. Bây giờ Hoàng quay clip cho các bạn xem nè. Ráp này cũng 2 tiếng rồi đó các bạn. 2 tiếng rồi đó. Rồi bây giờ xích lại chút thôi. Đấy, thì khi mà ráp cái cây Roland FP10 lên thì nó gọn gàng như vậy, thành ra người ta chọn để làm cái lớp nhạc. Cái FP10 này nó tiếng của nó rất là hay nha các bạn. Hoàng làm riêng một clip dành cho FP10. Thậm chí cây này Hoàng đã đem đi đàn ở trên cái bar, trên cái club mà Hoàng chất trong ban nhạc của Hoàng á. Rồi ha, nó rất là gọn ha, rất là gọn. Rồi mình gỡ luôn cái đầu này nè, xong mình bỏ vào cái bao, mình xách ở sau lưng, mình đi. Ở đây nó có một cái giá xách nữa, nhưng mà bây giờ tạm thời là cái phòng này họ chưa có hoàn chỉnh á, hay là họ chưa có lắp vô. Mà tới đây thì họ sẽ trùm nó lại để cho nó sạch sẽ, gọn gàng. Rồi. Xin cảm ơn trường Nam Mỹ đã ủng hộ sản phẩm của bên Hoàng. Đây không phải lần thứ nhất mà lần thứ mấy rồi đó. Thì xin rất cảm ơn ban đại diện của trường đã ủng hộ bên Hoàng. Hoàng cũng rất là mong kết nối với các trường khác. Nếu các bạn có nhu cầu setup phòng học thì các bạn liên hệ với Piano Finger nhé. Rồi, xin cảm ơn, xin chào các bạn.